Rồi, ngồi qua ghế nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Đây thì Tường giúp cho. Mời bạn trai mở mặt nạ ra luôn. Rồi, chào hai bạn, bây giờ vô vị trí rồi. Chào về chương trình, là em là Hoàng Công Hải ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nay em 29, rồi đi làm công ty cũng lâu rồi mà bây giờ nó đang gò bó, giờ em mới đi làm ngành nuôi ong. Rồi, ok, mời em gái. Em chào chị Tường, chào tất cả các bạn. Em tên là Nhung, đến từ Lâm Đồng, năm nay 29 tuổi ạ. Em kinh doanh thời trang. Hiện tại thì em đang làm việc tại Tây Linh ạ. Có nhân viên phụ không hay mình làm mình? Dạ có, mình em ạ. Rồi mình đi lấy hàng về mình bỏ hàng mình bán lại. Dạ vâng ạ. Buôn bán được không cưng, đỡ không cưng? Dạ cũng tạm ổn chị. Sao bây giờ nhiều người buôn bán online, em không làm trên mạng hả? Không bán online hả? Tại em cũng không thích lắm. Rồi ok. Nên điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em vừa sống hòa đồng, khá là quyết đoán với lại gọn gàng. Còn điểm yếu thì có lẽ là còn do quyết đoán quá, nó cũng là một điểm yếu. Tính em hay thương người á. Ok cưng. Rồi còn em? Điểm yếu là em cũng có một đời vợ trước là 2013, không được mấy tháng rồi. Hai vợ chồng không hợp nhau thì ly dị. Quen nhau bao lâu đám cưới? Hai tháng. Tại sao quen nhanh quá vậy mà cưới rồi? Không, tại tìm hiểu kỹ rồi, bây giờ xong ở thời gian vợ không hiểu tính em, xong kiếm chuyện xong rồi chia tay. Tìm hiểu 2 tháng là kỹ rồi đó hả? Dạ. Rồi sao, rồi rung lắm hả? Sao cà lâm vậy? Rung gì? Ai làm gì đâu rung. Hồi hộp. Tại hôm nay mới gặp được người bạn mới này đấy, hồi hộp. Rồi. Thế còn mình sao? Tình duyên của mình sao? Cũng gần giống cho anh bên đấy ạ. Em cũng là mẹ đơn thân. Em kết hôn năm 2008. Lý do sao ly hôn? Thứ nhất là anh không hiểu và không quan tâm đến gia đình, còn ham vui. Cái thứ hai thì em lại cần một người hiểu và chăm sóc gia đình. Dạ, anh lớn hơn em 8 tuổi ạ. Lớn hơn 8 tuổi mà vẫn ham vui, ham chơi. Dạ, anh nói là ngày xưa anh thanh liên rồi. Chưa chơi nên giờ lấy vợ phải chơi bù. Trời đất ơi, anh Niên chưa chơi lấy vợ chơi bù gì lạ vậy? Ở đây tôi nói mấy cô gái đừng có ham lấy mấy chàng trai mà hiền lành, chưa có mối tình nào, chứ không biết rượu chè cờ bạc, không biết rượu bia mà mừng không có đâu quý vị. Kinh nghiệm của Tường, đàn ông là phải có biết chút đỉnh đó, rồi khi lấy vợ về mới là thương vợ con, mới chăm lo cho vợ con. Còn lấy người đàn ông mà nhỏ lớn chưa biết gì lấy vợ về rồi lúc đó mới chơi là khổ lắm, đúng không em? Dạ. Công nhận không? Dạ đúng. Nhiều người lên tham gia chương trình mà cứ thích tìm cái người mình chưa có này kia. Rồi có nhiều anh lên đây hỏi ưu điểm của anh là gì. Ưu điểm anh là không rượu bia, không thuốc lá đâu này kia. Mà đó là ưu điểm, chứ đối với chị Tường thấy cái đó chẳng phải là ưu điểm. Dạ. Thì em có 2 cháu. Trai hay gái? Dạ 2 bé trai ạ. Bé thì ở với em, còn một bé thì ở với ông bà nội. Mấy tuổi với mấy tuổi? Dạ một bé năm nay 10 tuổi, một bé năm nay hơn 6 tuổi ạ. Bé nhỏ ở với em. Chia tay bao lâu rồi em ha? Từ 2013 đến năm nay cũng 6 năm rồi. 6 năm qua mình có trải qua mối tình nào khác không? Cũng chỉ tìm hiểu sơ sơ thôi. Không sao, em khó tính quá hay sao ấy. Mình biết nhiều rồi, năm nay mình cũng sàng lọc mà như vậy là đúng. Chứ mình đâu thể nào chọn một cái bậy bạ nữa rồi mình lại khổ một lần nữa. Cái gì một lần thôi chứ đâu có để nào thể nào để lần thứ hai. Cho nên là thôi, vậy đi em, chậm mà nó chắc. Thế nghe câu chuyện của bạn gái thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, ý anh hỏi là bây giờ nếu mà thương nhau mà nếu mà làm dâu hay là làm dễ em? Cái này em nghĩ là do do cuộc sống. Chỗ nào phù hợp thì mình ở, chứ nhà em không có quan trọng làm dâu hay là làm rể hết. Dạ nhà anh cũng dễ đấy nha. Ví dụ không làm dâu thì mình ở riêng cũng được. Tại nhà anh có một mình con trai à. Thì hiện giờ em đang ở với ai? Tôi em gái với gia đình. Ở nhà đó của ai? Của em. Rồi bản thân em đi làm bao nhiêu năm nay có dành dụm được cái gì riêng tư chưa? Cũng có dành dụm cho gia đình này. Lúc nào lấy được vợ thì gia đình lấy cái số tiền đó là cưới hỏi. Giờ bạn gái vợ giả tỷ em lấy cô này là cô đem theo con của cô về ở với ba mẹ em luôn được không? Được à. Chắc không? Chắc. Sao em chưa hỏi ý ba mẹ em mà em dám nói được? Cái này là do em quyết định. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Chân thành, sống tình cảm với gia đình ạ. Tại ngoại hình thì cũng không nói trước được điều gì hết chị. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích bạn hút thuốc ạ. Có biết hút thuốc không?
Dạ em cũng có mà ít à, nếu mà không được thì em bỏ. Ờ à, hay quá ha, chưa chân dạy gái rồi, ok, nói bỏ nhớ bỏ nha. Dạ. Thế còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Để cho em coi, em coi là em đoán được. Thì nói đi, nói mẫu người của em đi rồi chị đưa cho coi. Chắc bạn gái chắc cũng ở bên nó cũng mặt tròn. Chắc cũng người cũng hơi vừa vừa, cũng không mập cũng không ốm, vừa người. Sao biết hay vậy? Thì em đoán không biết chúng hay không. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Không thích cho bạn gái là ví dụ như biết trên kệ dưới. Ý là nói chung là lễ phép. À, thích người lễ phép. Ông nói giờ quần tôi tưởng đó ông không thích. Ý là nói họ là hỗn hàng á, là người trên người dưới á. À, rồi, nè, lựa đi, kiếm đi. Ở trọng đó. Không biết đoán nhầm không ta? Đó, kiếm ảnh đi. Cô này quá. Cô nào? Cô này. Tại sao lại chọn cô đó? Bây giờ ở trong hình bây giờ khi mấy chị em, khi em đâu biết cô nào, bây giờ em đoán lại đi chứ. Không thích không? Đúng luôn em không? Khi lắm lúc người ta lại không thích mình sao, sao mà em biết được? Đúng rồi, nhưng mà mình thích không? Dạ thích. Thích thì cầm đi, hồi gả cô đó cho. Dạ bạn ở giữa. Sao biết bạn ở giữa? Thì nghe có cách nói chuyện rồi em đoán vậy. Trời ơi, hình dung nghe cách nói chuyện mà nhìn ra được cái mặt luôn. Xuất sắc quá, cặp đôi này xuất sắc quá. Được rồi, bây giờ tôi sẽ mở cửa trái tim ra nha, để cho các bạn xem cầm hình nha. À. Rồi coi có đúng không nha. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Đúng không em? Trời em. Đúng không em đoán đúng không? Dạ đúng. Cái gì? Gần đúng thôi. Cái bánh này khác, ở ngoài khác. Rồi bây giờ cuối cùng tưởng là ai trong đó? Là em đó. Em nào? Vẫn là em đó. Trời ơi, vậy là em kiếm cô này gả cho ảnh em. Cô này nè. Tầm bấy tầm bạ, nhìn kỹ giùm tôi cái coi. Ủa sao sao tự nhiên trong này tóc dài mà ngoài tóc ngắn vậy cưng? Dạ em mới cắt từ Tết đến giờ chị. Lý do? Dạ thì thanh xuân chỉ có một lần thôi nên là mình không muốn bỏ lỡ một điều gì hết. Chị cũng muốn cắt tóc tém lắm mà từ đó giờ chị chưa dám cắt. Ý em nói chị đã bỏ lỡ thanh xuân, coi chừng sao chương trình về cắt tóc tém luôn. Ví dụ như anh em mình muốn gặp nhau thì gặp nhau chỗ nào? Ví dụ như một tháng mấy lần hay là một tuần mấy lần gì đó? Dạ, do công việc, tính chất công việc là em khá là bận. Thời gian gặp gỡ con sẽ không được nhiều. Trước mắt là em muốn tìm hiểu. Toàn hay là một tháng bao nhiêu lần thôi, chứ không phải là nói cái là ngày mai, ngày mốt là tới. Dạ, quỹ thời gian trong ngày của anh thì như thế nào ạ? Tối thứ bảy anh tới cũng được. Khi cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là như thế nào? Vui gì, mừng. Mừng, mừng cái gì? Bây giờ gặp được, mới gặp được người yêu. Ai yêu ai? Hai em bên yêu. Đang tìm hiểu. À, em yêu chưa? Dạ. Thì mới yêu trong lòng thôi, còn ngoài chưa. À, thế còn em? Tại cũng nghe bạn nói và cũng xem hình rồi đấy. Mà khi mà mở ra em thấy đúng hình em cũng không bất ngờ. Không bất ngờ nhiều. Bây giờ Cát Tường mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa rất là ngon miệng tại nhà hàng LA Garden Restaurant nha. Đây là món gà chiên nước mắm nè, gỏi gà nè, rồi gân gà ngâm chua. Rồi xin mời hai bạn cùng ăn trưa với nhau và trò chuyện với nhau ha. Dạ. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Dạ. Rồi tự tin lên nha. Dạ, dạ. Thể hiện nha, muốn hỏi gì cứ hỏi thoải mái nha. Dạ. Mời hai bạn ngon miệng. Món ăn có hợp khẩu vị của anh không? Hợp em. Anh dùng cái quỹ thời gian nào để dành cho gia đình trong ngày ạ? Lúc nào cũng có hết. Ví dụ như công việc thì ví dụ như anh mệt thì nghỉ, hay là anh sắp xếp gì cũng được, tại anh làm ở ngoài. Mà mai mốt ví dụ như anh có việc gì thì anh làm, mai mốt thì anh không có đi làm ngoài nữa. Anh đang tính là làm công việc ở nhà thôi. Ở Vũng Tàu thì là hình như là đầm với sông nhiều, nuôi cá nuôi tôm hả anh? Đúng rồi, mà tại anh không nuôi cá nuôi tôm. Bây giờ nhà anh là ngành nuôi ong. Nuôi ong ạ? Nuôi ong ở đó thì mình cho ăn đường hay sao ạ? Đâu, ý là lúc cho nó ăn đường không? Tới lúc mùa dưỡng thì mình đi những nơi, các nhiều nơi. Tại vì cái nghề nuôi ong rất là vất vả.
Nhà em thì chú em cũng nuôi ong. Anh có thích phụ nữ tóc ngắn không ạ? Tóc ngắn thì anh gọn. Theo như anh tiếp xúc với ba mẹ thì liệu ba mẹ có thích một người con dâu tóc ngắn như em không? Không, miễn sao là được. À, còn đầu tóc thì sao cũng được ấy. Anh thì cũng có hút thuốc uống rượu thì anh cũng lâu lâu anh với cũng uống rượu thôi. Trong tháng thì anh sẽ phân chia cái mức lương của mình như thế nào em cái không anh cũng lo xứ. Trong gia đình nhiều chứ anh cũng tiêu vặt ít lắm. Thì bây giờ anh cũng có một danh thiếp về. À dạ. Thôi bây giờ mình dùng một món gì mình ăn xong rồi mình bàn chuyện thêm để chứ không chắc là hết thời gian. Dạ. Anh có thích cơ một người phụ nữ hướng ngoại không ạ? Sống ở ngoài hay giao tiếp ở ngoài miễn sao nó chính đáng là được. Phải cho nó chính đáng chứ mà ghen mà không có chính đáng là đâu phải là ghen. Sao gì? Trời ơi đồ ăn ngon quá trời lo tâm sự không có ăn phải không? Nãy giờ có ăn miếng nào không? Có gì, ngon mới ăn được hai món. Nhưng mà nãy giờ chị ra ngoài là chị biết là hôm nay em đi theo tham gia chương trình là có mẹ đi chung nữa đúng không? Dạ. Giờ chị mời mẹ em vô chút xíu để tâm sự với mẹ chút xíu được không? À được ạ. Dạ. Dạ con chào cô. Rồi. À, nãy giờ cô đứng ở ngoài á, ngồi ở ngoài là cô có nghe hai bạn này cảm nhận của cô như thế nào? Cháu gái này thì cũng hiền ngoan. Dạ. Nhưng mà cô nghe thấy là có hai đứa con. Dạ. Nhưng mà theo cô á là con thì cô cũng không có nói gì. Nhưng mà ăn thua là giữa hai đứa phải thương nhau thật sự. Còn con thì tất nhiên là mình nuôi nó thì nó nuôi mình thôi. Dạ. Con nhưng mà mình cũng phải bảo, đúng không? Dạ. Cho nó ngoan. Thì cô cũng rất mừng tại vì là mình người ta còn đi xin trả con nít về người ta nuôi đúng không? Dạ. Cô? Đấy. Nhưng mà phải hai đứa phải thương nhau, biết tính nhau. Dạ. Đấy. Còn như ví dụ bây giờ cô nói là con trai của cô là cái vợ trước á là có quen là 6 tháng là mai nhưng mà bên gái nó dục quá. Trong khi đó thì về mình không biết tính tình ra sao. Đấy, nhưng mà về á là không qua hàng tháng thì cô bảo để đem đi khám, không chịu đi. Cô bảo là đưa cho 5 triệu để đi khám, không đi. Thì cô bảo là phải có lý do. Nếu không đi là phải có lý do. Dạ. Biết không có con thì cũng không giữ lại làm gì. Dạ. Để nó tự hiểu. Dạ. Hai đó thì con thấy rồi, đức tính rất thật, có gì nói nấy. Dạ. Cái người thứ hai ấy, thì cũng là mới quen nhưng mà gia đình không ai đồng ý ghét. Dạ. Đấy, nhưng mà quen Hải là về chỉ rút tiền thôi, là hơi bị nhiều. Cho nên là cô bảo là Hải phải rút luôn. Từ lúc đó thì đi là cô bảo để lên chương trình là chắc ăn. Chắc là chương trình chắc ăn. Dạ. Hôm nay nếu ai gặp thương thì ấy dạ thôi, chứ còn bề ngoài mình không biết được. Dạ. Thì con cảm ơn cô hôm nay đã đến cùng với anh Hải đây. Tại vì cũng phải có một động lực nào đó thì cô mới đi cùng anh tới đây một quãng đường xa như vậy. Cái điều thứ hai là con cảm ơn cô là những cái suy nghĩ của cô mới nói về lúc đầu ạ, cho những người mẹ đơn thân như tụi con và có các cháu nhỏ nữa. Con rất cảm ơn và trân trọng điều đó. Giữa tụi con thì con cũng cần một chút, hôm nay gặp mặt đây đã là cái duyên rồi. Thì con cũng cần một chút thời gian để tìm hiểu một chút ạ. Đúng. Giả sử mà tụi con có không. Dạ, có duyên á thì Rồi chuyện đó tính sau. Chuyện đó do hai bạn ha. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều ha. Con cũng hy vọng hôm nay là mai mối được thành công cho cặp đôi này. Còn cái chuyện mà các bạn có đến được với nhau hay không, có bấm nút hay không là có đó là quyền quyết định của hai bạn. Nha cô ha. Dạ con chào cô ạ. Hôm nay chúng ta một cuộc gặp mặt rất là vui ha. Có gì Tường có chia sẻ, có ăn cơm, có mẹ cho ý kiến luôn nữa. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào nhau. Mỗi người nói với nhau một câu cuối cùng. Rồi chúng ta quyết định bấm nút. Em cho anh một cơ hội để hai chúng mình bấm nút để tìm hiểu với nhau. Vậy thôi đó hả? Trong lòng anh hiện giờ anh đang cảm thấy như thế nào? Trong lòng bây giờ anh là rất là vui, muốn kiếm được vợ tương lai. Bây giờ anh là muốn em cho anh cơ hội đừng... Đừng, nếu... Có hứa hẹn gì không chứ cứ xin ta cơ hội hoài. Cơ hội thì anh làm cho em vui, anh không cho làm cho em buồn. Nếu mà em buồn thì anh làm cho em vui. À hay thế quá. Cho em hỏi rằng nếu bây giờ em thất nghiệp thì anh có đủ bao dung hai mẹ con em không? Nếu mà thành vợ thành chồng thì ví dụ như em mà khó khăn thì bây giờ anh cũng vẫn nếu chung anh làm miễn sao anh cố gắng anh khuất phục được mấy mẹ con em. Thuyết phục là sao? Có nuôi ta nổi không? Chứ thuyết phục là thuyết phục cái gì? Ý là thuyết phục là lo lắng. Nói từ cho nó chính xác. Còn không được có thể anh nhảy xuống sông Sài Gòn luôn. Rồi, hết thời gian. Rung động và cảm thấy đối phương có thể là một nửa của mình. Mình mới bấm nút.
Còn nếu chúng ta cảm thấy không có rung động, người này không phải mẫu người của mình, thì chúng ta không cần bấm nút vì lịch sự, không cần bấm bất cứ vì điều gì cả. Rồi, mời các bạn nhắm mắt lại. Một, bấm nút và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình các bạn nhé, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Hai, ba. Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Tại vì tất cả chúng ta đều đã đi trải qua một lần rồi. Em muốn cần sự chắc chắn một xíu. Dù sao thì Tường cũng trân trọng cái sự quyết định của hai bạn. Mà hai bạn đứng lên ạ. Thật ra thất bại hay thành công của bà mối không quan trọng. Quan trọng là những người tham gia chương trình có tìm được một nửa yêu thương của mình hay không. Thì Tường hy vọng rằng trong tương lai gần, các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Chúc hai bạn sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Phỏng vấn đầu tiên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thì bây giờ chị giới thiệu. Ở đây thì chỉ có các ekip của chương trình thôi, thì chị chủ động giới thiệu về bản thân mình giúp em ha. Và tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Mình tên là Đặng Thị Thu Thủy, sinh 1975, đang làm cho một công ty, nấu ăn cho một công ty. Dạ. Ở Bình Dương. Rồi mình ở Bình Dương luôn hả chị? Quê quán mình ở Bình Dương luôn à? Không, mình ở Đồng Nai nhưng mà lên trên Bình Dương làm. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của chị Thủy là cái gì? Điểm yếu á hả? Điểm yếu là cái gì ta? Điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh thôi, điểm mạnh là tự lập, coi như là nói là làm chứ không có cà nhơi được. Mình nói ví dụ như mình nói cái chuyện gì để mình ra mình làm là mình sẽ làm được luôn, chứ mình không có nên là mình không có nói trước. Khi nào mình muốn làm cái gì đó mình nói thẳng ra để mình làm. Còn điểm yếu là cái gì ha? Điểm yếu hình như không có hay sao? Mình không có tật xấu nào luôn hả? Hả? Không, mình không có tật xấu nào, mình không có nhược điểm nào luôn hả? Không, ví dụ như... Trời ơi, cái gì mà hoàn hảo vậy trời? Không, điểm yếu là không có rồi đó, không có điểm yếu gì hết, không có tật xấu. Chị có tật xấu gì không? Có một cái tật xấu là coi như mình đang ngủ mà ai gọi điện cho mình là mình thay đổi quạo vậy thôi, chứ còn không có cái gì hết trơn á. Đó thì là cũng có điểm yếu của mình đó. Tối khoảng 8 giờ mà đang ngủ mà ai gọi điện là mình hay quạo. Rồi sao? Trời, 8 giờ mà ngủ rồi hả? 8 giờ. Chứ giờ tôi đâu có làm gì đâu. Nên mà 8 giờ không có bạn bè, không có ai dám gọi điện nổi quạo. Đó là vậy thôi. Trời đất ơi, 8 giờ ngủ như gà đi ngủ gì? Trời. Tụi em đây là 1-2 giờ khuya mới ngủ không này, có khi là thức cả đêm đây này. Vậy hả? Nên bởi vậy mới mập vậy nè. Mập quá trời mập luôn. Vậy thì bớt ngủ lại để ốm như tụi em nè. Nhiều lúc nằm buồn buồn không biết làm gì, coi tivi cái mỏi mắt cái buồn ngủ cái ngủ à. Rồi mình ca hát gì được không chị? Được. Rồi mời chị hát một câu, hai câu tặng tụi em ha. Giờ hát một câu à, bây giờ biết hát cái gì ta? Hát gì cũng được. Tự nhiên giờ đột xuất không có chuẩn bị. Bạn không có cần chuẩn bị, hát mấy cái câu mà chị hay hát á. Du dơ. Hát khúc ca cổ đi. Trời, mời chị. Thương nhau cao bồ làm đôi mình, một lá trầu xanh cũng nên giờ nắm chồng. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nắm chồng. Cao thắm trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng, mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chờ, trên con đê dài thoáng thoát đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm héo lá trầu xanh, mà sợ người yêu buồn phiền chờ đợi bụi gì quên mất tiêu. Hay quá. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, về tình trường của chị như thế nào rồi? Chị trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Có rồi em, chị có một cuộc hôn nhân nay ly dị cũng đại khái cũng lâu rồi. Chị có 4 đứa con. Ly dị mấy năm rồi?
Tính ra thì cũng mười mấy năm rồi. Ừ. Rồi con á thì bốn đứa, mà hai đứa lập gia đình, hai đứa gái lập gia đình, còn một thằng á thì đi làm trợ lý bên Bách Hóa Xanh, còn bé đang đi học lớp 6. Ừ. Lý do vì sao dẫn đến ly hôn chị? Tại vì người ta vô tâm quá thì chị ly hôn thôi, chứ người ta không có đánh đập hay là chửi bới hay là như thế nào hết trơn á. Tại vì trong một cái hoàn cảnh đó, chị bệnh á, xong người ta Ừ. cũng có quan tâm chị, rồi chị thấy vậy chị bỏ. Ừ. Bệnh nặng. Là lúc đó là con gái nhỏ chị mấy tuổi? Hồi lúc đó bé mới có được có học lớp 3 hay lớp 4 gì á. Lớp 3, lớp 4. Mà nay nó học lớp 6 thì sao ly dị mười mấy năm? Bé lớn á, bé lớn á. À, bé lớn á hả? Bé lớn hồi lúc đó mới học lớp 3, lớp 4 gì á. Rồi là ly dị ra, xong rồi sống vô tâm quá chị ly dị thôi, chứ không có gì hết. Làm bốn đứa con này là con của ảnh hết hay sao? Chị có một bé chị nuôi, còn ba đứa là con của một chồng, là nay chị ly dị, nay 19 năm rồi. À, là con bé nhỏ con gái học lớp 6 là do con ngu của chị hả? Đúng rồi, nhưng mà bé không biết, bé lúc nào bé cũng nói giấu gia đình, ai cũng giấu hết, nên là bé bữa nay bé cũng chưa biết là nên là không cho bé biết, sợ Rồi, ok. bé Để mất công nó biết thì tội nó. đúng rồi, nó buồn tội nó, nên là nuôi nó chỉ nói là con thôi, chứ nó với anh chị nó cũng thương lắm, nên tới giờ nó cũng không biết đâu. Nhiều lúc chị chọc buồn chị nói chơi chơi chơi, nhưng mà nó không có hiểu, nó nói mẹ lụm con ở đâu, nói ngoài lùm chuối rồi vậy, nói vậy thôi, nhưng mà cười cười cái hồi cái nó nói Nhưng mà lúc đó là chị sao mà chị cơ duyên nào mà chị nuôi bé? tại vì cũng lụm thôi, chứ đi đi làm về là thấy bé là lụm bé thôi, Rồi không có, rồi giấy tờ thì về tự làm lại hả? tự làm chứ, tự 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 chị làm, và tự mẹ độc thân luôn, nuôi nuôi bé luôn, rồi đứng họ mẹ luôn, chứ không có cha. Rồi là chị ra giấy, nói chung là chị ra Cũng phường như là xã giấy tờ hết rồi đúng không? con, đúng rồi, con của mình luôn á, chứ nó cũng không biết là con ai, mình cũng không biết con ai hết trơn, mà cũng không biết ngày tháng năm sinh, rồi nhập hồi nào thì nói ngày đó luôn. Thương gì trời. Mà sao chị là chị đi về chị thấy nó hả? Nó ở đâu? Thấy người ta bỏ trên đám nước trống á, Trời đất ơi. lụm về nuôi chắc chị độ chắc cũng được 2 3 ngày hay là 3 4 ngày gì á, chị thấy nó cũng cứng cứng Nhưng rồi. mà chị em thấy là ví dụ như là ba đứa con rồi, khi mà chị mang thêm một đứa con nữa mà lúc đó kinh tế chị dư dả không? Không, đi làm công nhân để nuôi thôi, nhưng Trời mà ơi, mà chị ba đứa con rồi mà lụm thêm chồng đứa cũng nhỏ vậy. đó, chồng cũng không có chu cấp, một mình chị tự làm tự nuôi 3 4 cháu luôn tới giờ. Trời ơi, giỏi gì trời. Rồi có khó khăn gì lúc đó không? Cũng bình thường thì chị thấy bình thường, tại vì chị làm được nên là chị thấy bình thường. Rồi. Cho bé, hai bé lớn ăn học tới lớp 9 là nó không học nữa, nó nghỉ, nó thấy mẹ mẹ nó nghỉ, còn cô thì cho học tới hết lớp 12, cái bố nó phỉnh về ngoài Bắc á, rồi cái cho đi học đại học, cái rốt cuộc về ngoài đó đâu có cho đi học đâu, cái mắc dịch cái nghỉ luôn, nghỉ học luôn tới giờ luôn, cái giờ quay tới vô với mẹ nữa, quay vô mẹ giờ làm bên quản lý bên Bách Hóa Xanh thôi, kệ mẹ. Vậy thôi. Rồi thì bây giờ chị chia tay ổng thì ổng cũng không, nhưng mà lý do vì sao hai người chia tay? Chị nói là người vô tâm, À, là chị bệnh ổng là ổng không quan tâm lo lắng gì cho đúng chị hết rồi, đúng chị bệnh không? nửa tháng trời luôn, chị xuống còn cái người chị cao 1m7 mà chị xuống còn 42 kg, em nghĩ chị thành cái con gì chứ không phải con người nữa, nên chị Mà ly chị dị bệnh luôn. gì? Lúc đó không biết bệnh cái gì mà sốt, với lại cái họng của mình nó sưng lên to, không có nói chuyện được, mà người ta cũng không có chở mình đi bệnh viện hay là mua thuốc cho mình uống, càng ngày nó càng, chắc chị nghĩ là bị amidan quá, nên là càng ngày nó càng nặng, với nó ốm rồi luôn, không ăn được cái gì hết, thì con còn nhỏ nữa thì nó có cho được miếng cháo nữa thì cho, còn không có thì thôi, nhiều lúc nằm cả ngày không có một miếng gì hết Rồi trơn. sao mà chị vực dậy được? Có bà hàng xóm, có cái bà hàng xóm Là hồi đó đó chị đi làm dâu ở ngoài Bắc hả? không, làm dâu ở bên Lâm Trường Ba, quê chị thì ở đây nhưng mà làm dâu ở Lâm Trường Ba, xong rồi người Long chồng Trường thì Ba là ở đâu? ở bên chỗ Định Quán, với em
Chồng thì quê chồng thì Hà Nội, nhưng mà lấy chị được 11 10 11 năm là chị ly dị luôn á. Cái bà hàng xóm có qua bà chăm chị, bà cho chị uống sữa rồi bà mua thuốc bổ tiếp phi hồi xưa á. Xong rồi bà nấu nước xong, bà xong bà tắm cho chị, xong cái chị vượt qua được cái chị bỏ luôn. Rồi gia đình chồng một tay chị làm hết, mười mấy mẫu đất một tay chị làm hết, mà ông bà già cha chồng khi bệnh ông còn nói chị da đò nữa, mà ông không vô thăm luôn, không vô thăm chị một miếng nữa. Làm lên thì biết làm vậy thôi, chứ còn đồng tiền đồ này cái nọ chị không có biết giữ, người ta giữ nên là cũng thấy vậy thôi, chị ly dị luôn. Rồi sau đó thì chị có quen thêm ai không? Cũng có quen thêm một người cũng 7 năm mà giờ cũng chia tay rồi. Rồi lý do vì sao mà chị với anh đó chia tay? Tại vì người ta cũng có gia đình nữa. À, mà lúc đó mình quen mình biết không? Không, lúc đầu thì không biết, nhưng mà sau này biết, nhưng mà cũng dây dưa tới 7 năm trời luôn. Xong rồi chị mới quyết định chị ly dị, quên bỏ. Chị nói giờ đeo hoài cũng đâu có tốt làm gì cho mình đâu. Đúng rồi. Với lại mình tự lập cánh sinh từ hồi xưa tới giờ rồi, mình mạnh mẽ đâu có phải người yếu đuối đâu mà không bỏ được, có gì đâu không bỏ được, cái chị giúp tôi. Nhưng mà người ta cũng đeo hoài luôn á, người ta có chịu bỏ đâu. Rồi Giờ cái người ta chị còn biết đeo không? không, quyết tâm bỏ. Rồi, bây giờ thì chị lên đây thì chắc con cái ủng hộ hết hả? Con thì nó cứ kêu chị đi kiếm người để mà nương tựa sau này, chứ tụi nó nói nó lấy chồng là nó không có lo được, còn Quốc thì Quốc nó lấy vợ nó cũng phải lo cho nó, cho nên không có lo được cho mẹ. Mẹ mà nó xúi chị lâu lắm rồi mà chị không có làm, chị nói thôi giờ em còn nhỏ nên là mẹ lo cho em, khi nào em trưởng thành thì mẹ mới tính. Cái bữa nằm buồn buồn nhắn nhắn sao cái bên này gọi luôn. Rồi mẫu người chị mong muốn là giờ mẫu người như thế nào nè, về ngoại hình, tuổi tác, công việc, quê quán gì nè? Quê quán thì ở đâu cũng được, nhưng mà công việc là phải ổn định. Tại vì chị là không có đất, không có, chỉ có nhà thôi chứ không có đất đai để canh tác, nên là người ta phải có một cái việc ổn định để mà lo cho chị với lại con chị nè. Với một người phải cao, tại vì chị cao 1m7 lận, người ta phải cao hơn 1m7 trở lên. Rồi cao 1m7. Rồi rồi công việc ổn định, theo chị là công việc gì ổn định? Tại vì ví dụ như làm ra đồng tiền thì em thấy công việc gì cũng ổn định hết đó. Thì miễn sao ổn định là được rồi, chứ chị cũng không cần là phải cao cấp thế này kia nọ đâu. Chị Nói chung là tài cần xế hay là làm ví dụ người ta làm giường cũng được ha, đúng giường rồi, cột được. miễn ổn định công việc là được rồi, còn ở đâu cũng được. Tại vì chị quê cũng được mà thành phố cũng được, nếu miễn người sao biết quan tâm mình với lại đừng có vô tâm quá là được rồi. Tại vì mình vừa vô tâm mình đã thấy khổ rồi, vừa vô tâm nữa chắc nước chết luôn quá. Mình cũng một thời thôi chứ em đâu có hoài vậy đâu. Dạ đúng rồi. Rồi mình Đương còn nhiên yêu cầu gì nữa không chị? Chị không thích gì ở đàn người đàn ông? thì không thích nhậu nhẹt bê bết vậy thôi, chứ còn đàn ông mà với lại gái gú rồi, chứ bây giờ mình nói không hút thuốc không rượu chè thì không được. Thì đó. Nói chung không thích nhậu nhẹt cười gái gú Đó chứ còn mà ha. không hút thuốc đồ này kia nọ thì không được. Nhiều lúc người người ta đàn ông người ta cũng hút bỏ Một không vài được điếu ha. đó. Người ta Rồi thì ở đây tụi em cũng đã ghi bên chương trình nó cũng đã ghi nhận hết những cái thông tin của chị rồi, thì nếu như mà có người phù hợp thì tụi em sẽ bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị ha. rồi Dạ rồi, em cảm ơn chị Thủy nha. À, em rồi chào cảm ơn chị. em. Bye bye. Dạ bye bye chị. Rồi, hello Như ha, mình là Thi Anh biên tập của chương trình. Ở đây thì có các biên tập của chương trình nên là Như chủ động chia sẻ về bản thân mình, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán, nơi ở hiện tại của mình ha. Mặc áo này là thấy hình như có vẻ đang không ở Việt Nam hay sao vậy? Dạ không, đi làm áo đồng phục Tưởng là đang không ở Việt Nam. áo đồng phục áo Rồi, Như giới thiệu về bản thân mình đi. à, mình tên đầy đủ là Huỳnh Thị Hồng Như à, sinh ngày 26/1986, hiện giờ đang sống và làm việc ở tại thành phố Rạch Giá, Thành phố gì? Kiên Giang. Rạch Giá, tỉnh À, Kiên Giang. Rạch Giá. Đó. Rồi.
Quê mình ở đâu Như ha? Dạ quê mình cũng ở tại thành phố Rạch Giá luôn ạ. Tức là làm tại quê, tại nhà luôn, đi về thôi. Dạ. Thế Như đang làm công việc gì? Mình làm nhân viên kinh doanh công ty sữa. Nhân viên kinh doanh công ty sữa Giang. Dagon đúng không? Dạ. Hèn chi nhìn cái áo thấy quen quen. Bộ mình có người quen ở đây à? Không có, tại vì đi thấy hay hay gặp mấy nhân viên Dagon nè. Dạ, dạ đúng. Thì con tôi uống Dagon hoài chứ đâu. Gì đó ạ? Ừ. Thế rồi điểm mạnh điểm yếu của Như là gì? Điểm mạnh của Như là vui vẻ hòa đồng. Thẳng thắn. Đúng là vui vẻ hòa đồng. Biết quan tâm người khác. Gì nữa? Còn yếu là cái hậu đậu. Đang sống cùng ba mẹ hay sao Như? Không, đang sống với con không ạ. Hậu đậu thì gì nữa nè? Sống với con gái. Dạ, con gái mấy tuổi? 7 hả? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là ly hôn bao lâu rồi? Như ly hôn năm 2018 á, 5 năm. Và lúc đấy con mới 2 tuổi thì tại sao mình lại ly hôn nhỉ? Dạ do làm của bé đi làm mà kiểu không có đưa thu nhập mà mấy anh chị có thêm mối quan hệ bên ngoài. Không đưa tiền về cho vợ lại còn mang tiền đi nuôi người khác. Đúng không? Dạ. Bỏ khỏi tiếc. Bây giờ con gái 7 tuổi thì mẹ tham gia chương trình thì con gái có biết không? À thôi, bé nó cứ kêu mẹ mommy đi lấy chồng đi hoài. Vậy hả? Cưng vậy. Nhưng mà có chú nào để giới thiệu cho mommy chưa? Giờ là có hai mẹ con sống với nhau thôi hả? Có sống cùng dạ, với lại ông bà ngoại không? Hai mẹ con sống với nhau nhưng mà ông bà ngoại thì ở gần đó nha. Có khi đi làm về trễ thì nhờ ông bà ngoại đón giùm. Là thu nhập hiện tại bây giờ hai mẹ con là cũng thư thả thoải mái đúng không? Dạ đúng. Rồi sau khi ly hôn đến nay thì có tìm hiểu ai khác không? Có tìm hiểu một người anh đó là cùng tuổi. Nhưng mà anh này chưa từng lập gia đình. Khi mà tìm hiểu với anh này xác định rồi thì có đến nhà gặp ba mẹ, gia đình họ không đồng ý vì lý do là mình đã có con. Còn anh kia thì phản ứng như thế nào? Anh cũng đã nói chung là để mà kiểu ảnh không phải là người của Kiên Giang mà ảnh ở Vĩnh Long, ảnh về Kiên Giang ảnh sinh sống luôn. Mình thì mẹ con mình mà ảnh về nhưng mà chữ hiếu của ảnh có lẽ là quá quá nặng nên ảnh nghe theo gia đình ép ảnh cưới vợ thì ảnh cũng về cưới vợ luôn. Thế giờ là bao nhiêu lâu rồi hình như? Về trước mấy năm? Một năm về trước. Là bây giờ anh lấy vợ rồi. Dạ đúng rồi. Thế là Như muốn tìm mẫu người như thế nào? Nói chung là thường là phụ nữ đâu thích đàn ông gia trưởng. Thì thường là chung là người này không cần phải đẹp trai gì cả, chỉ cần là có công việc ổn định. Mà nhậu cũng được nhưng mà đừng có nhậu, đừng có kiểu mà nhậu quên đường về. Rồi thuốc thì càng tốt, nói chung là bị dị ứng mùi thuốc. Rồi cao phải trên 1m70 cách. Như cao mét bao nhiêu? Cao 1m53. Rồi
Còn gì nữa Hằng về tuổi tác thì sao nè? Tuổi hả? Thì tầm 45, bằng tuổi Như đến 45 quá, đừng cao quá. Rồi, gì nữa không nè? Có điểm gì không thích ngoài cái gia trưởng không? Dạ. Người miền Tây. Nếu mà người miền Tây thì càng tốt, ở gần tỉnh càng tốt, chứ đừng có ở xa quá, tại vì Như không có mong muốn đi xa đâu. Vì công việc ở đây rất là ổn định rồi. Ok. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Như ha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì có lịch hoặc là có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với Như để làm nội dung kỹ hơn nha. Dạ. Ok, cảm ơn bạn nhiều ha. Cảm ơn bạn ạ. Dạ.